Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào rạng sáng nay mùng 4 tháng 12 tại số nhà 47 phố Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm. Chiếc ô tô Mercedes-AMG mất lái, đột ngột lao thẳng vào nhà người dân, lọt cả phần đầu xe vào khu vực cửa, khiến ngôi nhà bị sập một phần tường bao. Trước đó, chiếc xe này cố tìm cách quay đầu đi theo hướng từ Hàng Bạc lên đê Trần Nhật Duật, trong khi đoạn đường ngược chiều này cấm ô tô. Rất may vào thời điểm xảy ra vụ việc, những người sinh sống trong nhà đang ngủ ở khu dãy nhà sau nên không xảy ra thiệt hại về người. Theo các tư liệu, ngôi nhà số 47 phố Hàng Bạc nay đã hơn 143 năm tuổi, là một trong những ngôi nhà cổ nhất Hà Nội hiện còn sót lại. Công an quận Hoàn Kiếm cho biết lái xe là một thiếu nữ 20 tuổi. Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra vụ việc.